Mà hai bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên. Cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Rồi anh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ cái cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để cho lừa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước thì một số cô xong xuôi rồi. Xong xuôi rồi phải không? Xong xuôi rồi. Sau đó thì bọn em dặn nhỏ xong á thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị mấy chị, dạ một chị. Rồi chạm mặt sao? Xong rồi em nghe tiếng khóc rồi tiếng gào thét rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về, nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa cũng có thể phí hoài để hy sinh cái thanh xuân của mình, đúng không? Mà hai bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên ạ. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ. Em 28 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm. Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm, là bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết một về một vấn đề. Anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận. Nhưng mà ý kiến của bọn em nó trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất. Cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Cho nên là bọn em mới kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó thì anh ấy hẹn cà phê. Hẹn rất nhiều lần nhưng mà em không đi lần nào cả. Vậy à? Hẹn chắc phải 10 lần. Vậy là thứ 10 cổ mới chịu đi hả? Dạ chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến lần mấy thì cổ mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa vậy cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác. Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi thì cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Rồi anh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ cái cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để trò lừa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước thì rồi, một số đã cô xong xuôi rồi. Là xong xuôi rồi phải không? Là xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ, có cái vấn đề gì đâu. Dạ. Có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề? Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị mấy chị? Dạ một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời, xong rồi em nghe tiếng khóc rồi tiếng gào thét rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạc luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Chuyển qua phiền em. Chị đó liên lạc với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin rồi gửi hình kể chuyện ngày xưa thấm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Em nói chung là người tính sau thôi. Nên là em nên giống như là tự rút lui á. Có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị, rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới nhưng mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen cho tới bây giờ luôn. Dạ không, sau cưới chắc cũng khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm mà chị. 3 năm có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân mới thoát. Vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi chứ nếu chị muốn thì lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết chị không biết chị tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này thì em cảm thấy là không được rồi. Phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Em thấy chồng em không có vấn đề gì không cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề là của chị đó thôi. Rồi xong em giải quyết sao? Thì ban đầu là rất là giận dữ rồi chuyển sang bực bội nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè. Thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt, anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa. Yêu anh này mấy năm rồi chia tay, em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á, em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có. Đó, nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ á, chị không phải của em nhớ trên mạng thôi. Là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ ạ, trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ướt thành hai nửa, nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa. Thật ra anh cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị. Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì
để mà sau là viết bỏ. Là viết câu gì tâm thơ đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa, có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn và thậm chí có thể gọi là stress không? Stress. Em biết là vợ mình stress không? Có thai đó chị, tội lắm. Đang có thai. Mà có thai nữa hả? Dạ, thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy, nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói. Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa thì mình rất là lo từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng thai nhi. Thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui, như là làm việc nhà rồi chăm sóc cho vợ. Rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn ở đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cách để liên lạc nữa. Nên em cũng không có cái động thái nào tới cái... Nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Em quy định như vậy ạ. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Dạ, em giải quyết anh làm như vậy là tốt rồi đó. Không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong, bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thơ đó xong thì nói là tâm thơ nhưng thật ra giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền. Coi như thì là 2 năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau, ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thật ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm năm ngày cưới không thấy gì, 2 năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê ạ. Bọn em cũng có con nhỏ thì cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Cũng nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất. Thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được. Thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là hai cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi. Còn em muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Không phải đâu chị. Nhà em có phân công công việc, việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây rồi. Giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Được còn không? Chồng á là làm ơn làm phước là nói những lời ngọt, nói những ngào, lời ngọt xíu. Ngào hơn đó. Chị nghĩ là hai người sẽ làm được. Quá đơn giản mà đúng không? Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Coi như là nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Thôi thì anh chúc hai em không phải là 3 năm, 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội? Nha. Và mau chóng có một tin vui nữa để cho con của mình nó có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau. Nha. Chúc em lúc nào cũng sung túc, vui vẻ. Là Nguyễn Thư Ngọc Huỳnh, năm nay em 27 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em là Lâm Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, hiện nay là nhân viên. Quyền gặp Quỳnh khi nào, giờ Quỳnh gặp Quyền khi nào, khi nào mà Quỳnh với Quyền gặp nhau? Hai đứa tụi em thì gặp nhau năm 2008, tình cờ một đứa bạn của em, nó rủ em đi uống cà phê. Nói là bạn gái của nó có một người rất là dễ thương, giới thiệu cho em. Thì lần đầu tiên gặp cô ấy thì dễ thương, vui vẻ. Ấn tượng ban đầu của em về anh này thì đẹp trai, cao to, nhìn cũng phong độ, nhìn rất là có duyên. Nhưng mà nhìn cái xe của ảnh thì giống như xe đua vậy, thì em cảm thấy là có ấn tượng xấu rồi, ghét. Rồi sao? Rồi đi chơi với nhau bao lâu thì cảm thấy là... Đi qua tới 2-3 tuần sau, tự nhiên cô ấy gọi nó Quỳnh ơi xuống cho Quỳnh đi chơi. Tự nhiên có người phụ nữ rủ Quỳnh đi chơi thì vui. Mà sau lúc đó Quỳnh lại gọi cho Quỳnh là chở đi chơi? Ban đầu gặp thì thấy cũng phong độ, thì thấy cũng thích thì gọi điện rủ đi chơi thôi, chứ chưa có ý định hay chưa có tình cảm gì hết. Dạ. Rồi đến khi nào có một chút xíu ý định? Cỡ một tuần sau tự nhiên thấy thích cô ấy, làm quen cô ấy luôn đi. Còn sao tuần nào em cũng xuống chở đi chơi, chở đi chơi tới một ngày nào đó thì tự nhiên cô nói chia tay. Vậy? Ủa, nhưng mà đã yêu nhau đó là bao lâu mà đúng không? Cái đó là chưa có yêu, nó gọi là mới quen thôi. Xong nhưng mà em thích cô ấy rồi, nhưng mà cô ấy nói thôi còn đi học để từ từ tính. Đó cũng còn học lớp 11, em cũng muốn là tiếp tục công việc học cho nó xong, có công việc ổn định rồi mới tiếp tục quen. Nhưng mà cái đó cũng là một phần lý do thôi. Tại vì em thấy anh này
cô ấy nghe lời bạn bạn của cô ấy nên bỏ em. Nhưng mà quen bao lâu thì lịch xảy ra chuyện đó cưng? Dạ thì quen khoảng 3 tháng thôi. Nói nghe nè, nói chia tay với Quyền á rồi là Quỳnh thì có một cái ý định gì với một cái người khác không? Sau khi chia tay rồi thì anh này rất là lì, hầu như là tuần nào cuối tuần cũng xuống cái quán nước của mẹ em ở đầu hẻm á, ngồi đó uống nước rồi nói chuyện, nói chung là lấy lòng. Lúc đó thì chưa có biết tại sao lý do gì chia tay nên em xuống chơi, ra tới ngã ba ngõ và thấy em ngồi ngoài quán là đi vô nhà. Còn mà trường hợp mà gặp bất đắc dĩ thì mặt đối mặt thì không mắc giống như là đau kiếm nữa. Vậy hả? Không có quan tâm tới. Chia tay rồi em ghét cái này lắm, nhìn mặt là không ưa. Nhưng mà em biết lý do tại sao mà Quỳnh chia tay em không? Em thì nghĩ lý do là chuyện bạn nghe lời bạn, nghe lời bạn bè bạn nào. Không phải là bạn bè, ý định cá nhân thôi. Không phải, bữa nay phải hai mặt một lời đi. Hai mặt một lời, nói cho nó rõ luôn. Dạ thì mới có 17, 18 thôi mà quen vậy rồi sẽ sao nhãn chuyện học hành. Với lại anh này thì cũng lười học, ham chơi nữa. Em cũng muốn là khuyên anh này học hành. Nhưng rồi mà trong cái thời gian quen nhau là em chăm lại, em học lại rồi. Mà chăm lại hả? Nghĩa là từ... Vì sao vẫn để cho cổ đòi chia tay mình? Em không biết lý do chứ. Nói thì bây giờ bữa nay nói lý do đi. Tại vì anh này chưa bỏ cái chiếc xe đó. Còn thấy còn đi đua xe. Thấy chưa? Chia tay bao lâu? Khoảng 2 năm và tụi em bắt đầu quen lại. Lúc đó là Mạnh Mai có bồ à? Thì lúc đó thì em cũng có quen 2-3 đứa. Nhưng mà bóng của quả thì để trong trái tim em rồi. Sao nó yêu em mà quen rồi thì quen để chở đi chơi, để nói chuyện lúc buồn. Chứ đâu có cảm giác gì. Hiểu. Tội, tội nghiệp đúng không? Chứ giờ bạn đồng trang lứa người ta có người ta chở sau lưng xe mà xe mình nẹt vô ngon lành, tự nhiên không có ai ngồi thấy cũng kỳ. Đúng rồi. Sao không vùi đầu vô chuyện học đi cho nó hết thời gian? Tự nhiên đang thương bả quá, mà nói thì cái nạn không muốn học luôn. Không vô. Không phải lấy lý do đó anh, thật ra tại vì anh này không muốn học. Lấy lý do là chia tay nên là bỏ học. Đâu có đó thì mình quyết định không học thì ra học nghề. Nhưng mà lúc em chia tay bạn này á thì lúc em có vùi đầu vào học hành không? Dạ thì vừa học vừa chơi với thư giãn thì cũng có quen thêm mấy anh. Dạ. hai anh thì cũng đâu có vừa đâu có vừa bên này 3-4 thì bên này là 2-3 thì quen với mức độ là bạn bè thôi, thì cũng chia sẻ đi ăn đi chơi cà phê thôi. Nhưng mà trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh của anh này. Trong đầu thì chưa có hình ảnh anh này, tại vì em nghĩ anh này là anh còn ham chơi còn nhỏ, em thì muốn quen cái người lớn tuổi hơn, có công việc ổn định, có thể chăm sóc cho mình. Vậy là lúc mà em biết bạn mình nó có người yêu khác á thì lúc đó cái tâm trạng em sao? Em không có biết, tới cái lúc biết là vô cái ngày mà em rủ bà đi chơi á, tự nhiên đang ngồi ăn như có cuộc gọi thoại, hay bà đi về gấp thì em cũng trở về, làm đi vòng vòng chơi, vô tình bắt gặp leo lên xe người khác nữa đi nữa. Lúc đó nóng quá, tức quá rồi, nhưng mà ráng kiềm chế. Coi chừng nào mới đi về. Nó cũng cỡ một tiếng sau thấy đi về. Thì lúc đó em chạy nhà bắt đầu gọi hội. Việc này cũng là một cái sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn của em thôi. Là em xếp lịch nhưng mà nó cận quá. Nó cận quá. Nên là khi mà đi để lịch đúng không? Dạ đi ăn với anh ấy về. Đang đi ăn thì anh này gọi điện, anh này nói là tí nữa anh đi làm về anh sẽ ghé. Rồi em đầu trở về em nói là mẹ em có việc kêu về. Thì em nghĩ là anh này đi về nên em không để ý. Xong rồi đi ăn khuya với anh kia rồi về. Xong rồi về vô nhà chuẩn bị ngủ rồi nhận được tin nhắn của anh này, nói là hồi nãy Quyền thấy rồi. Xong cái em mới cũng giả ngơ là nói thấy gì, thấy Quỳnh đi chung với lại cái anh nào đó. Thì em nói rồi xong rồi kỳ này là tiêu rồi. Xong rồi lúc đó thì em gọi luôn bây giờ, nói thôi bây giờ giờ sao Quỳnh, một giờ một chồng một trong hai thì theo nhau 2-3 năm rồi, bây giờ không được nữa thôi vô luôn. Quỳnh trả lời sao? Trong thời gian quen thì cũng có nhiều cái vui buồn. Thì em chỉ nhớ nhất là cái lần em bị bệnh cả tháng á, thì chồng em á ngày nào đi làm về cũng chở em đi bác sĩ chích thuốc. Đó thì em nghĩ đến cái sự chăm sóc và cái sự theo đuổi 2 năm trời rất là kiên trì. Dạ kiên trì. So với anh kia thì anh kia cũng quá nhiều tật xấu, thì cuối cùng em chọn chồng em. Đó. Lúc mà với cái anh kia thì thấy anh nhiều tật xấu quá. Dạ. Cho nên quyết định chọn anh này. Rồi lấy anh này xong rồi anh này có tật xấu gì không? Trời tật xấu nhiều lắm chị ơi. Bây giờ mình kể cái tật xấu nào xấu mà nhất. Nó nặng đô nhất. Xấu nhất đi. Nổi trội nhất đi. Là cái tính hay ghen. Rất là ghen. Ghen bừa bãi mà suy diễn. Tụi em không ghen anh hả? Thôi chứ hỏi cái này mà. Kể cho anh ta tranh tụng đi. Ai ghen hơn? Chồng em ghen hơn. Chỉ có cái việc mà lướt Facebook thôi á, vô là coi em like hình của ai, comment gì thì sẽ hỏi anh này là ai, quen như thế nào, ở đâu, sao em ai cũng quen hết vậy. Em không nói chuyện với người ta sao người ta trả lời lại em, giống như là quy chụp em vậy, rất là bực mình. Chỉ có like thôi mà đã tìm hiểu kỹ rồi đó. Thôi em đừng nghe Facebook anh nghe. Vợ em ghen sao? Vợ em cũng ghen dụng Facebook. Thì em lên Facebook quen con gái nhiều. Bạn em thì em cũng chấp nhận thôi. Hỏi mấy đứa này là ai sao em không biết. Thấy gái đẹp là ép ép. Phải lắm là hoàn cảnh thôi. Hỏi tế nhị nè, chồng em mê gái không? Dạ mê chứ chị. Đàn ông mà. Đúng. Thì đàn ông hay mê gái.
nhưng mà em chấp nhận được cái mê gái của chồng em không? Chấp nhận được nhưng mà có sự kiềm chặt của em. Chị thì nghĩ đơn giản lắm, giờ cuộc đời này xung quanh mình có bao nhiêu thứ mình cần phải hưởng thụ đúng không? Dạ. Ai mà không thích cái đẹp thì cái bông đẹp cũng nhìn vậy đúng không? Dạ. Cái đầm của em mặc đẹp mình cũng muốn nhìn vậy, cái đầu của anh Thuận nó lạ mình phải nhìn chứ đúng không? Nên cái chuyện mà anh Thuận em nói đúng á, gái đẹp có quyền nhìn, không có lý do gì mà để mà mình cấm cản hết trơn á, miễn là mình tin tưởng nhau, mình chỉ cần biết được rằng sau khi nhìn tất cả con gái đẹp trên đời này có một câu kết luận vợ anh là đẹp nhất, ngoài cái đó còn có cái gì xấu không cưng? Tính xấu thứ hai là rất là nóng tính, lâu lâu lại lôi chuyện quá khứ ra rồi nói với cái vẻ là rất là bực bội. Thật nóng lên mặt đỏ như quan công, rồi bắt đầu la lớn tiếng lên câu có lại rồi hỏi bây giờ em muốn gì, xong rồi em trả lời em muốn gì, em giận em im, em không trả lời lại chọc cho anh này càng tức lên nữa. Mỗi lần vậy có đập đồ hay đập em không? Có một lần cãi lộn hù em đưa tay lên định xử em nhưng mà em đâu vừa. Mặt nè, ngon nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô cái là ăn liền luôn á. Kiếm được liền luôn á. Rồi còn vợ em sao? Không chịu nấu ăn, hay đi siêu thị mua đồ đẩy tủ lạnh nhưng mà không chịu nấu, hết đát rồi xong rồi đem dục. Tôi đoán là chưa có con đúng không? Dạ chưa. Phải không? Mà mấy mốt có con cực nữa đó. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi gì không? Bớt ghen đi, bớt nóng tính lại, phải nói chuyện nhỏ nhẹ, đừng có quy chụp vợ. Vậy hả? Mong muốn vợ thay đổi gì nữa không? Bớt đi chơi một mình nữa. Em đâu có đi chơi một mình đâu, em rủ anh theo mà anh có công việc anh đi không được, mà em lại thích đi chơi nữa. Ai mà rủ là em phải đi cho bằng được. Dạ, em không đi, em ở nhà em có tưởng tượng là vợ em đi trong nhóm đó có con trai đi theo không? Đi chơi phải có con trai rồi, nhưng mà đi chơi thì bỏ khóa máy luôn. Em bứt lên nữa. Coi như cứ một lần đi chơi vậy là xảy ra từng đó câu chuyện đó. Dạ. Nó cho đi nhưng mà trong lòng bắt đầu suy diễn á, suy nghĩ đó, suy nghĩ đi chơi nhưng mà vợ đi thì em giận dỗi nói là đi chơi mình này kia, giống như là mình có lỗi lắm. Nghĩa là ngoài miệng cứ đi đi, cứ đi đi, nhưng mà trong bụng là me. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Rồi em ước muốn gì nữa không? Em cũng ước muốn là sang năm thì hai đứa có được đứa con. Trai hay gái? Dạ, con trai đầu lòng. Em cũng giống vợ hả? Tại bữa giờ tàn ẩm con nít hàng xóm chơi luôn mà. Chứ nựng em bé hoài nó thôi, em bây giờ mình bớt đi chơi rồi mình đẻ đi. Vậy thì chị nghĩ vậy nè, em phải rủ chồng em đi thể dục thể thao nhiều nè, nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái điều có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là đạt được ước mơ là có con trai đầu lòng. Cái thứ hai trong cái quá trình đi tập thể thao chung đó. Dạ. Đó, rồi tự nhiên thấy yêu nhau hơn, bớt ghen đi. Đúng không? Cái gì cũng chung nhau hết. Dạ. Về hai đứa cùng mệt nè. Dạ. Rồi xong bắt đầu là chia sẻ công việc nhà cho nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì là tự dưng mọi thứ nó giống như là điều mà tụi em mong muốn, cái sự thay đổi với nhau vậy đó. Dạ, cảm ơn hai. Xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thần ạ. Và tất cả các anh chị đang coi chương trình ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Như Đức, hiện tại 35 tuổi. Hiện tại đang là giám đốc công ty MTC Skin, chuyên cung cấp thiết bị thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên dụng cho spa nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Và đây là vợ con. Dạ, con chào cô chú ạ. Con tên là Bùi Thu Hằng, năm nay con 30 tuổi. Và hiện tại thì con đang sinh sống và kinh doanh ở tại Hà Nội. Thì sản phẩm của ông xã thì cũng là một trong số các sản phẩm mà con đang kinh doanh ạ. Không biết là các bạn có làm việc ở tại Thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ vâng ạ. Thưa cô Trúc Thần, thì con có một đại lý ở trong Sài Gòn, nhưng mà con đang sống ở ngoài Bắc. Và thực ra vợ con là vợ Bắc, con là chồng Nam, thế là ra Bắc, thế là con sinh sống và làm việc hiện tại ở ngoài Bắc là chính ạ. Nghĩa là làm rể ngoài Bắc đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai bạn có thể chia sẻ cho chương trình được biết rằng là cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau. Dạ vâng. Và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Dạ vâng. Dạ thì thưa cô chú, thì hai vợ chồng con thì gặp nhau trong một cái chương trình học phát triển bản thân. Thực ra là hai vợ chồng mỗi người đều dành khá là nhiều tiền cho cái khóa học đó đấy. Bản thân con là tiền học là khoảng 368 triệu. Và chi phí các thứ thì cái khóa học đấy của con là một năm đấy con học là hết 500 triệu tiền đi học đấy. Và anh xã nhà con cũng thế. Thế bọn con khi mà ở trong cùng cái lớp học đấy Eagle Club, nên là bọn con học cùng với cả nhau thì là bạn cùng lớp và quen biết nhau từ cơ duyên đấy ạ. Wow, tức là tụi con học cách đây bao nhiêu năm cách đây 3 năm ạ. 3 năm. Nhưng mà lúc đó là làm cái gì mà sao có tiền nhiều mà đóng tiền học như vậy? Con kinh doanh ạ. Nên là con muốn phát triển thêm những cái kỹ năng, khả năng lãnh đạo cũng như là kinh doanh trong cái công việc. Nhưng mà có nhớ cái lần đầu tiên mà gặp cái bạn này á, là bạn ấy có ngồi, là lúc đó là bạn đó, bạn này là ngồi kế mình hay là bạn ấy ngồi xa mình? Chắc vợ con không nhớ đâu ạ. Thôi giờ kể đi. Vâng ạ. Con thì làm việc ở bên nước ngoài Hàn Quốc được 10 năm. Sau trong một cơ duyên con về hay về Việt Nam, thế là con đi học lớp phát triển bản thân. Thì đột nhiên ở trên Sapa trong một lớp trước khi buổi học thì con ngồi trong một cái bàn ăn thì có thấy một cô bé vợ con hiện tại ngồi đối diện với con, chắc thằng không nhớ đâu ạ. Mặc áo màu trắng rất là lanh lợi,
rất là hòa đồng, rất là năng lượng và học bác. Thế là mình để ý trước, nhìn tí trước, nhưng mà cô ta có vẻ không để ý tới con. Chắc là để nhưng ý mà, nhưng mà cái lúc đó là lớp ở đâu? Ở miền Bắc hay miền Nam? Ở Sapa. Ở Sapa. Ở Sapa. Wow, đi lên Sapa học luôn. Dạ vâng. Khóa huyện 5 ngày để con về Việt Nam học. Thì trước khi mà tìm hiểu Hằng á, vợ con hiện tại, thì con cũng xem Facebook một cô gái đã có bạn trai hay chưa, có gia đình hay chưa, con phải tìm hiểu trước vậy ạ. Sau đó thì một thời gian thì con biết Hằng chưa có người yêu, nhưng mà có rất là nhiều anh chàng trong lớp học đó theo đuổi. Con phải là ai để con có thể chiếm được trái tim của ta? À như vậy là lần đầu tiên gặp á là Đức đã để ý Hằng rồi. Dạ vâng. Đúng không? Còn Hằng thì không có một cái gì ấn tượng về anh chàng này. Thật sự thì hồi đấy thì với con là cái số tiền rất là lớn, thì hồi đấy con khoảng tầm 26 tuổi, 25 26 tuổi, thì khi mà con đã xác định là mình đầu tư cái số tiền đấy rất là lớn để mình đi học rồi, nên con chỉ tập trung vào việc học thôi ạ. nên là nhiều khi mình không có để ý lắm. Mà anh Đức thì con thì chuyên là ngồi bàn đầu, nhìn chiếu tướng thầy để học, còn anh Đức thì không bao giờ ngồi bàn đầu mà toàn ngồi cuối lớp, nên là chính vì vậy mà không nhìn thấy nhau. Nhưng mà trước đó con có người yêu chưa? Dạ trước đó chưa ạ, con độc thân 5 năm trước đó. Bạn này á là đã truy tìm Facebook cô hàng này. Dạ vâng. Và tìm hiểu, sau một thời gian tìm hiểu thì biết cô này chưa có người yêu. Và chú đoán nha. Dạ. Sau đó là bắt đầu bạn này bắt đầu tấn công, phải không? Tấn công nhanh. Dạ. Trong cái thời gian học. Dạ con. Nhưng có... mà lúc đó con cũng có người yêu luôn. Dạ cái lúc đó con chưa có người yêu ạ. Chưa có luôn. Dạ. Ồ vậy hai đứa này giống như sinh ra để dành cho nhau ấy. Thì đó. Dạ. Ủa tại sao không học chỗ khác? Tại sao không học lớp khác mà lại học đúng cái lớp này mà học ở đâu? Học ở Sapa. Dạ vâng. Đó. Đúng không? Dạ vâng. Rồi sau đó tấn công sao? À, sau đó tấn công con nhắn tin hỏi thăm và con giả bộ như là một thằng học viên chưa biết gì hỏi thăm lớp trưởng, bạn coi bạn chỉ cho con. Cái chiêu quen quá. Dạ vâng, chiêu quen lắm đó. Nhưng mà bạn rất lạnh lùng. Sau đó khoảng biết nhau từ tháng 6 nhưng tới tháng 8 con mới tán được. 2 tháng sau. Dạ vâng. Ủa như vậy cũng đâu có lâu lắm đâu chị Một. Nhưng mà đối với các bạn này chắc là lâu lắm. Hai cái dòng mà để ý nhau á, thương nhau á, mà một ngày không gặp được nhau hoặc một ngày mà không bắt được tín hiệu là khó chịu, đúng khó không? Chịu không? Như lại chị Một biết không, em đoán nha. Dạ. Có thể là do cái địa hình địa lý, về khí hậu nữa, ở đúng Sapa rồi, nữa đó, người ta thèm những cái nắm tay, thèm những cái ấm ôm lắm chị, đó những cái ấm áp cho nên là mới dễ siêu vậy, đúng không ạ? Dạ thì thực ra thì đấy là một cái chương trình học là 5 ngày thôi, sau đấy thì ai lại về nhà người nấy. Nhưng mà các tháng sau thì bọn con đều có những cái khóa học tiếp ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Thì con cũng có một cái khóa học là khóa học thấu hiểu ở Hà Nội, tên khóa học tên là thấu hiểu. Thì con có ấn tượng với anh Đức là ở cuối chương trình là anh ý chia sẻ giơ tay phát biểu rằng là ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn thầy. Cái buổi ngày hôm nay thì em học thêm kiến thức, em thấu hiểu hàng xóm, thấu hiểu mọi người, và em mong muốn là tìm một cô bạn gái. Lúc đấy em có để ý nhìn anh ý. Nghĩa là phát tín hiệu lên bộ chủ đó, đứng lên nói. Dạ. Nhưng mà cái lúc nói có địa Hằng cái. Lúc nói thì có ai để ý mình nữa mà. Thấy Hằng quay lại nhìn con. Thế là tối hôm đó con nói là thôi hôm nay để anh chở em về, cũng tan học rồi. Cũng kể chuyện với chú thẩm của con như thế này. Trên xe con ấy nó có một con Spider-Man. Thì con hỏi Hằng là Spider-Man làm nhiệm vụ gì, Hằng có nhớ không? Em hình như là em bảo là bắn tơ ấy. Đúng rồi. Thì con nói bắn tơ nhẹ nữa. Thì con ai mà ngồi vị trí này á bị bắn tơ vô xe á, làm người yêu anh thì ráng chịu nha. Thế cô dạ, cái xong rồi mình vui vẻ quá mình lại lái xe đưa cô về. Dạ. Từ đó tình yêu mới bắt đầu. Xong rồi đấy, buổi tối hôm đấy thì anh ý bảo là để mấy hôm nữa anh sang xin phép bố mẹ em là để tìm hiểu em. Thì con cũng cảm thấy là buồn cười, bởi vì là lúc đấy thì con cũng 27 tuổi rồi, anh ý thì cũng hơn 30 tuổi rồi, tức là kiểu cũng còn trẻ nữa, không phải trẻ con nữa, mà lại nghĩ được là phải sang xin phép bố mẹ mình, nên mình cũng thấy anh ấy rất là đáng yêu ạ. Rồi sau đó thì Đức có tới nhà gặp bố mẹ không? Và lần đầu tiên đến nhà thì như thế nào? Dạ vâng, lần đầu tiên đến nhà đó một cảm xúc, quay lại cảm xúc ạ. Con lái xe tới thì lúc đó mẹ vợ con hiện tại đưa Hằng ra với tâm thế là rất nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Rất nghiêm khắc. Nhưng mà lúc mà nghiêm khắc xong nhìn thấy con, mẹ là cười. Con kia là xin phép cho con xin phép đưa Hằng lên Hồ Hoàn Kiếm để đưa hai đứa đi ăn, xong rồi tối con là đúng 9 giờ rưỡi con sẽ đưa về. Dạ. Con xin phép xong đưa về đúng giờ đúng giấc, thế là bố mẹ hai bên cũng rất là vui. Dạ. Thực ra là trước cái buổi đấy thì con có bảo với mẹ con là mẹ cười tém tém lại để giữ giá cho con, bởi vì là khi mà mẹ con là biết là có ai đó đến tìm hiểu là mẹ con vui lắm ấy, cười không khép được mồm. Thế là con bảo là thôi mẹ cười bớt bớt đi cha, để con làm giá một tí. Đấy, nên là mới nghiêm nghị ở khúc đầu. Có nghĩa mẹ vui là bởi vì con gái mẹ là có tín hiệu thoát ế đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi đêm đó có đưa về đúng như là dạ, vâng. Đã hẹn với mẹ không? Báo cáo chú Thận là đưa đến đúng giờ, đúng giấc, 9 rưỡi là về tới nhà. Con đòi đi thêm mà không cho. Và sau đó về nhà thì mẹ nói gì về chàng trai này? Dạ thì mẹ con thì rất là tin vào cái sự lựa chọn của con, nên là khi mà con đã bảo là con đang muốn tìm hiểu anh này thì là mẹ con đã hoàn toàn tin tưởng rồi, là ấn tượng tốt với anh ấy rồi. Mà anh ấy đến thì lại áo sơ mi trắng cắm thùng rất là chuẩn mực. nhưng mà con có ngại là vùng miền không? Có nghĩa là lúc yêu bạn á, thì con có ngại cái vấn đề vùng miền không? Có sợ làm dâu không?
coi như phải vô Nam để làm dâu này, cái con có ngại những cái vấn đề đó không? Dạ, thực ra thì con không ngại về vùng miền hay là khoảng cách địa lý, bởi vì là trước đây trong môi trường là con làm việc với người nước ngoài rất là nhiều, nên là chính vì thế mà con tin rằng là ở đâu đó trên thế giới này sẽ có một người phù hợp với mình. Kể cả cái thời gian nhiều lúc mình rất là cô đơn và mình nhìn xung quanh chẳng có ai phù hợp cả, nhưng mà con tin chắc rằng là con có một cái niềm tin rằng mình có thể đi khắp thế giới để tìm được một người một nửa của mình, đúng không? Vâng ạ. Hoặc là two moon in junction á, nửa phần trăng của mình á. À, nhưng mà cái chú hỏi nha, cái lúc mà ngồi lên chiếc xe mà có Spiderman và khi nghe anh Đức ảnh nói cái câu mà lên đây mà khi mà Spiderman bắn tơ là người yêu anh, thì lúc đó là con nó có một cái cảm, một cái linh cảm là đây là cái người mà sắp tới sẽ là một người rất đặc biệt với mình hay không? Ờ, thì lúc đấy thì con chỉ nghĩ là thế thì tốt quá. Thế là dính màn nhện. À, sau đó thì bao lâu thì các bạn mới yêu nhau? À, sau ngày hôm đó thì sau cái lần mà đi chơi đầu tiên em phải nói là cưới nhau chứ. Sau cái hôm mà về gặp mẹ là sau bao lâu thì cưới nhau? Không, chưa yêu, chưa yêu nhau. Sao lại chưa? Chính được yêu nhau. Chính được yêu nhau đó. Đấy là lần đầu em mới tìm hiểu ạ. Hôm đó mới tìm hiểu thôi. Đầu tháng 8. Hôm đó là về để ra mắt mẹ đúng không? Đó. Ra mắt mẹ để xin để tìm hiểu đúng không? Thì trước đó cũng phải thích nhau rồi. Thì mới gặp mẹ. Chưa, mới lần thứ hai à. Là qua gặp mẹ là xin mẹ đi chơi. Vậy luôn á. Đó thì bởi nói là là hình như tháng 6 xong tháng 8 là yêu nhau. Dạ vâng. Hai bạn này làm đúng công thức chuẩn của ông bà mình ngày xưa. Xin tìm hiểu trước rồi bắt đầu mới. Như vậy là thôi bây giờ đón luôn đi. Dạ vâng. Tự hỏi cái tự nhớ luôn. Dạ vâng. Là tháng 6 là biết nhau. Dạ. Và có thể là sau đó đi chơi rồi là 2 tháng sau là tháng 8 là chính thức yêu nhau. Tháng 6 là con chưa biết anh ý. Đến cuối tháng 8 mới biết anh ý ở trong cái lớp thấu hiểu. Vậy thì yêu nhau là bao lâu? Dạ, thật sự là cái hôm đưa em về đó đầu tháng 8. Cuối tháng 8, hôm đến 29 tháng 8 anh. 29 tháng 8. Để đưa đi về. Thế hôm đó mới là buổi đầu tiên con bạn biết con và con đưa bạn về. 1 tháng 9 hẹn hò lần đầu tiên. Con dặn yêu ngầm đó ạ. Cuối tháng 8, 1 tháng 9 hẹn hò. 29 tháng 8 mới biết anh ý ạ. 29 tháng 8 biết nhau. 2 tháng 9. Mùng 1 tháng 9 là mùng 1 tháng 9 là hẹn hò. Dạ. Là đi chơi. Chị ơi có 3 ngày thôi. Thì đó đúng rồi. Bởi vì mới hỏi luôn nè. Vâng, hẹn hò 1 tháng 9 hẹn hò chính thức. Sau 2 tháng chính thức trong là đăng ký kết hôn, xong rồi bọn con cưới vào ngày 10 tháng 12 ở Hà Nội luôn ạ. Quen nhau trong 3 tháng. Có 3 tháng thôi. Vừa yêu vừa cưới. Ê, nhưng mà quá trời lâu luôn. Nhưng mà gia đình hai bên có hối cưới không? Mà sao cưới gấp vậy? Con hay được, là có một cái tác động nào đó ở bên ngoài. Con được báo cáo với chú thằng cô Hồng Vân thế này. Con thì lúc đó con 31 tuổi thì bố con gốc Bắc. Thế là con ra Bắc đi học và con quyết định là quen vợ con hiện tại. Thế là con thuê nhà con ở. Thì trong lúc thuê nhà vừa đi học thì bố con lại ra hỗ trợ con vấn đề là vừa học là phải công ty rồi đi tán gái đi. Xong rồi con mới hôm đó con mới đưa bạn gái con về hôm buổi đi chơi đầu tiên. Thế là về bố con ân quá. Thế là lại alo cho mẹ con từ Đà Lạt bay vào ra Hà Nội. Đức có bạn gái rồi. Thế là bố mẹ con ngồi ở nhà kêu là mời Hằng tới một bữa nữa. Thế là hỏi con có thích Đức không? Xong là Hằng cũng kêu là thích. Xong để bố mẹ coi ngày cưới luôn. Ôi, cưới. Xong rồi nói chuyện với bên nhà. Dạ vâng. Xong rồi đúng một tuần sau. Thế là Hằng về nói với bố mẹ là chuẩn bị cho bố mẹ Đức qua chơi. Qua chơi thôi ạ. Qua chơi. Về bố mẹ con đưa theo bác con qua nữa. Qua thiệt luôn. Qua thiệt qua hỏi cưới luôn. Bố có đồ mời qua chơi. Mời qua chơi ông bà coi như từ Đà Lạt lên là qua thiệt luôn á. Dạ vâng. Đó là làm thiệt luôn. Chà, vậy là đám cưới được bao lâu rồi con? Đám cưới được 3 năm. 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Và sinh được một cô con được 18 tháng tuổi rồi ạ. Trời viên mãn ghê ạ. Ông bà. Hai vợ chồng. Vậy là tụi con khởi nghiệp từ năm bao nhiêu tuổi hai đứa? Cả hai đứa. Con thì xuất phát là một phiên dịch viên cho các doanh nhân ở nước ngoài. Sau đấy khoảng năm 2016 thì con bắt đầu kinh doanh, khởi nghiệp. Đã bắt đầu khởi nghiệp á, 2016. Con thì 2009 là con bay qua Hàn Quốc để học thạc sĩ bên bên Hàn Quốc. Sau đó con nhận lại làm và năm 2016 là con bắt đầu làm ở bên Hàn Quốc rồi ạ. Như vậy là lâu rồi. Khi mà tụi con gặp nhau, tụi con đã là những người thành đạt rồi. Những người đã quá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống rồi. Vậy mà tụi nó vẫn A, B, C, D đúng như là ông bà mình ngày xưa luôn. Phải tới xin phép rồi được tìm hiểu. Nhưng mà đúng là hỏi đăng ký kết hôn đó. Thật ra là các bạn cũng đã suy nghĩ rằng là ở cái tuổi này rồi không có tìm hiểu chơi nữa. Mà muốn tìm hiểu thiệt thì phải thông qua phụ huynh. Đúng rồi đó. Nhưng mà nó nghe là trong 3 tháng trời. Con có thấy rằng mình tìm hiểu ảnh là đã thấu đáo chưa? Hoặc là trong cái giai đoạn yêu thì là con có thách thức ảnh hay là con thử thách ảnh một cái gì hay không? Đúng rồi đó. Có thử coi đúng đây không? Có phải người đàn ông đó. Của mình hay không? Thứ nhất là khác vùng miền đó, rồi chưa quá nhanh như vậy thì phải có một cái gì đó thử thách ảnh thì con có không? Vâng, thực ra thì cũng chia sẻ với cô chú rằng là bởi vì công việc, tính chất công việc của con là kinh doanh, chính vì vậy mà con cũng đi rất là nhiều và gặp gỡ rất là nhiều người, nên là nhiều khi một anh chàng ở đấy muốn đến tìm hiểu mình thì mình chỉ cần gặp một lần hoặc là mình nói chuyện một chút thôi là mình đã biết là người ta là như thế nào, mình có nên đi tiếp hay không với người ta rồi.
Thì khi mà gặp anh Đức thì ấn tượng đầu tiên thì con thấy anh ấy rất là hiền và rất là chu đáo, quan tâm đến người khác. Cái thứ hai nữa là anh Đức thì khá là khớp với cái hình mẫu mà con viết ra ấy. Con có một cái checklist là mình muốn người chồng từ lúc còn độc thân mà chưa có gì cả. Con có một cái checklist là mình muốn tìm một anh có ngoại hình như này, có những khả năng như này, có những đặc điểm như thế này và có những cái tố chất như thế này, kiểu như thế. Xong rồi con mới in hình của ba người, hình mẫu ra. Đầu tiên là con in hình một anh diễn viên putty trai ở bên Thái Lan. Mà là mình muốn tìm một người chồng là đẹp trai như này. Xong rồi con in hình người thứ hai là con in anh Ronaldo. Con bảo là mình muốn tìm một anh là nghị lực như thế này. Và con in một hình thứ ba là anh Elon Musk, là con bảo là muốn là một lãnh đạo lớn như người này. Và xong rồi con in hình của ba anh này, con treo khắp phòng trong nhà con. Ba anh đó có giống như anh này không? Anh này đâu giống gì một trong ba anh đó chứ. Đúng rồi, anh này. Đúng không? Anh này giống gì một trong ba anh đó. Thì lúc mà gặp anh Đức thì từ cái đoạn mà con thấy rằng là anh ấy sẽ rất là phù hợp để làm bố của con mình. Với cả là một người đồng đội, một người bạn đời của mình. Sau này là con cảm thấy là có sự phù hợp. Nhưng mà sau đấy thì khi mà cưới xong rồi con mới đi tìm lại cái list của con ấy, thì con thấy anh ấy có khoảng 80%, hơn 80% ở trong cái list đấy. Ví dụ những cái list của con ghi ví dụ là những cái nào mà con thấy đặc trưng nhất, ảnh giống nhất. Là nói hai ngoại ngữ trở lên này. Wow. Là cái người mà tinh tế, cởi mở, hòa đồng, rồi phải yêu con nhất. Đấy, đấy là những điều con ghi trong đấy. Rồi, rõ ràng là chị Một có thấy không? Thật ra để có được hạnh phúc như ngày hôm nay và để mà chia sẻ cái niềm hạnh phúc đó trong chương trình ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc đó là lựa chọn. Phải lựa chọn. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Chứ không phải là cái chuyện gọi như là ở đâu ở trên trời rớt xuống đâu rồi chúng ta gặp nhau là hạnh phúc. Không phải. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, bây giờ là các con đã cưới nhau là 3 năm, có một thằng cu 16 tháng đúng không? Dạ. Quá hạnh phúc luôn. Vậy thì trong suốt 3 năm ở với nhau, có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Là không phải tật xấu mà là chưa, gọi là chưa hoàn thiện hết. Đó. Dạ, đúng rồi ạ. Nó chỉ là bởi vì là không có ai là hoàn hảo cả. Đúng rồi. Chúng ta phải chấp nhận, người ta sẽ có những điểm tốt và những điểm không phải gọi là có thể là chưa tốt, có thể là chưa phù hợp với mình. Thì có một điều mà con khá là ngạc nhiên, đấy là sau khi cưới thì anh ấy không hiền giống như là mình tưởng tượng. Wow, thôi bây giờ hôm nay nhân tiện nè con cứ khui ra đi. Dạ. Tức là 20% mà chưa giống cái list đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là anh có cái tưởng trai miền Nam thì sẽ hiền rồi, không gia trưởng bằng trai miền Bắc, nhưng mà anh ấy có thể thấy anh ấy rất là gia trưởng và khó tính á. Đấy. Thì thấy cô nói cho con biết. Dạ. Cô nói cho con biết anh này là gốc Đà Lạt. Dạ. Con trai Đà Lạt khó tính lắm á. Đúng không? Đúng rồi. Khó tính như thế nào? Khó tính á, để ý chi tiết ạ. Tức là anh ấy quan sát được từ đầu đến gót chân luôn đấy ạ. Đúng rồi. Rồi kể đi, con kể cụ thể đi. Thì ví dụ như là con thấy thì cũng có gì nghiêm trọng đâu. Ví dụ giày mình mua mới về, mình chưa kịp bóc mác ở dưới đấy giày, thì anh ấy bảo là em chưa bóc mác, em giống như là bôi cho chắc chấu ở mặt anh thôi. Ồ, như vậy gọi là sao ta? Xét nét chili. Rồi chili chi tiết. Những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi, thì con nghĩ chuyện đấy là nó chẳng có gì để mà bị mắng cả, không phải chuyện gì to tát. Thì nên chính vì thế con mới hay tủi thân, vì con nghĩ là những cái chuyện đấy nó nhỏ. Nhưng mà đó là cái thời gian đầu hay là nó vẫn còn cho tới bây giờ? Thì cái thời gian đầu tiên ấy, đầu tiên thì một có. Năm đầu tiên á em. Năm đầu tiên khác vùng miền, yêu nhau thì mới có 3 tháng rồi lại cưới. Chắc chắn là các bạn sẽ chưa thấu hiểu nhau. Đúng rồi. Như vậy là chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã. Có nhiều đúng những cái mà nó mang tính chất vùng miền nữa không kể. Đúng không Hằng? Cãi vã thì cũng không hẳn đâu, bởi vì là con không thích cãi vã. Nên là nhưng mà con muốn giải thích. Nhưng mà con chỉ giải thích thôi thì với anh ấy là cãi rồi. Rất nhiều khi anh ấy mắng mình một chuyện, mình chỉ mới giải thích thôi thì anh ấy đã cho đấy là cãi anh ấy rồi, và anh ấy lại còn nạt thêm nữa, nên là thôi. Mình chọn im lại cho yên ấm. Thì rồi tiếp tục. Dạ. Thì anh ấy để con phản biện được không chú? Lúc nữa con sẽ phản biện. Bây giờ để cô ấy nói đi. Rồi ạ. Thế thì còn cái điều thứ hai nữa, đấy là anh ấy chi tiêu quá phóng khoáng ạ. Và nhiều thứ nó quá sức tưởng tượng của con. Ví dụ như là anh ấy có thể đặt một cái bức tượng khảm riêng gần 200 triệu chỉ khắc mỗi con rồng với con khỉ để cho nó để tặng vợ. Nhưng mà em bảo thôi anh chuyển cái thứ ra thiết thực hơn để này, còn không để được. Quạt cưới ạ, như một cái quạt cưới là phu thê viên mãn, con là mình rồng, bạn là mình khỉ, thì đó, con làm một bức tượng vậy. Phong thủy đó con. Ý nghĩa đó. Vâng. Thực ra đây lại là lai, bị lai miền Nam rồi. Anh này là bây giờ anh tổng hợp rồi. Khó là anh khó giống trai Đà Lạt, nhưng mà phóng khoáng kiểu này là trai miền Nam rồi. Ra trường thì như trai Bắc. Đúng rồi. Rồi đó. Có những lúc mà con bảo là bố ơi, mới nhà mình thích ăn tỏi đen này, hay là ngày hôm sau bố nó order một thùng tỏi hay là con bảo mới nó ăn bánh mì ngon này, con chỉ vô tình là kể chuyện thôi thì ngày hôm sau con lại thấy ở nhà có cả một thùng bánh. Quá phóng khoáng luôn. Đúng, cái đó là trai miền Nam đó. Em cũng vậy đó.
Dạ. Cô nói cô thèm cơm tấm mà dạ. Chú Thuận order 10 hộp cơm tấm luôn. Rồi, rồi những cái tật gì nữa nè? Rồi mua cái xe đạp 200 triệu. Rồi con cũng không thể tưởng tượng được anh có thể chi cái đó gọi là phóng khoáng mà cũng có thể theo con thì đó là phóng khoáng hay là phung phí? Thực ra thì con gọi là phóng khoáng ạ, bởi vì là nếu mà phung phí thì nó lại thành là cái gì đấy nó tiêu cực. Ghê nên là lắm, thôi thì vợ chồng điều chỉnh với nhau thì con coi thì thôi đấy là một cái tính cách không phải đâu bạn này như vậy không phải là phóng khoáng chứ không phải là phung phí đó thì bởi vì em cần phải xác định đó. Tại vì cái xe đạp á, mua xe đạp 20 triệu phải tự dưng mà mua. Dạ vâng. Cái xe đạp đó nó sẽ mang lại cái gì dạ. cho con? Ừ. Đó nó là cái con yếu tố mà về sức khỏe. Anh có cái lý do của anh. Đúng rồi, chắc chắn. Đúng vâng mà cho anh giải thích cho. Cô không cần con giải thích, cô cũng hiểu được con. Dạ. Dạ. Ừ. Rồi tiếp tục. Dạ và còn một điều nữa là con thấy anh ấy hay đi nhậu quá và nhậu muộn ấy ạ. Cái này thì mà đúng không? Cái này thì không có giải thích được. Con này không hiểu luôn. Nhưng mà nhiều khi đó là cái nỗi khổ. Đúng rồi. Là đi tiếp khách nữa đúng không? Đấy, con đấy anh ấy 11 12 giờ đêm mà chưa về nhà là con sốt ruột lắm, bởi vì là ở Hà Nội của bọn con thì nó không giống như Sài Gòn đâu ạ. Là Sài Gòn là con thấy 10 giờ đêm, 11 giờ đêm vẫn còn tắc đường được. Còn ở Hà Nội thì con từ bé đến lớn là con có cảm giác là 8 giờ tối mình nên về nhà rồi, không là cảm giác nó không an toàn ở ngoài đường. Nên là khi mà chồng con mà ở ngoài đường quá 10 giờ đêm là con bắt đầu thấy bất an lo lắng rồi. Thẳng đúng không? Ở Hà Nội nhưng mà chơi giờ Sài Gòn. Tại vì người ta là cái xác Hà Nội nhưng mà cái hồn là ở Sài Gòn đúng không? Yeah. Ủa nhưng mà là anh ấy có hay giận dỗi gì không? Ôi trời ơi, hay dỗi lắm ạ. Trong nhà con là anh nghĩ là người dỗi nhiều hơn ở con. Thì đó. Anh ấy có tưởng phụ nữ là người được dỗi. Anh bị trộn nhiều vùng miền quá đó con. Rồi không biết bây giờ những lúc nào thì mình phải xử sự theo kiểu người dạ, Nam bà. Lúc nào thì xử sự theo kiểu Bắc, lúc nào xử sự theo kiểu Đà Lạt. Rồi mỗi lần như vậy tụi con dùng cách nào để mà có thể hòa thuận lại với nhau? Thực ra thì những lúc có, thực ra thì có cái khoảng thời gian đầu tiên con cứ nghĩ là con gái thì sẽ được dỗi. Thế thì cái khoảng sau khi mà cưới nhau ấy thì có một lần là anh ấy hơi to tiếng với con thì con dỗi, con bỏ bữa ăn sáng đấy và con đi làm. Thế là cái hồi đấy con dỗi được có, con nhịn được có một bữa, anh ấy nhịn cho 3-4-5 bữa. Thế là anh nhịn sang ngày hôm sau nữa, thế là không con phải luôn. Làm lành trước. Vâng. Không ăn cơm vào không đâu. Ăn luôn, cứ về nhà là đến giờ cơm là lên giường nằm dỗi. Thế là con cũng không làm lành trước. Thế nhưng mà đến ngày hôm sau thì mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Thế là từ đấy trở về sau thì con biết là ông này dỗi giỏi hơn mình. Nên là thôi mình chẳng dỗi làm gì. Dỗi giỏi hơn mình. Không. Dỗi giỏi hơn nên là thua. Ủa nhưng mà cái cách làm hòe của con là như thế nào? Thì con ra con ôm anh ý. Xong rồi con bảo là thôi vợ chồng có gì thì cùng kiểu như là cân đối. Như con thấy rằng là cái việc là khi mà hai người có mâu thuẫn với nhau ấy thì ai cũng cho là mình đúng nên là mới mâu thuẫn. Thế nhưng mà bây giờ chọn đúng với sai để làm gì, trong khi cả hai đều tổn thương, cả hai đều buồn, đều rất là mất năng lượng, không sao, không làm được gì. Thế con thấy kiểu điều này nó hơi bị là phí thời gian. Trong khi thời gian đấy mình có thể yêu thương nhau, mình có thể là vui vẻ với nhau, nên là nhiều khi đấy con lựa chọn cái việc là không phải đúng sai gì ở cái vấn đề này hết, mà mình lựa chọn cái việc là vợ chồng hạnh phúc với nhau là mình đặt lên trên đầu. Có khi nào con phải dùng đến hình thức là nhắn tin hay là viết thư hay là dùng một cái thông điệp gì đó mà không phải trực tiếp đối diện với nhau? Dạ. Vâng, thì thực ra thì sau mà quá trình đầu chung sống với nhau ấy có nhiều cái chuyện xảy ra rồi, mâu thuẫn các thứ, và cuối cùng thì con là người mà chọn đích đến, tức là chọn cái đích, còn phương pháp thì mình có thể thay đổi được. Tức là giống như là mục tiêu thì khắc trên đá, còn phương pháp thì có thể ghi trên cát. Thế thì con tìm cách nọ cách kia chưa không phù hợp, hoặc là đối thoại trực tiếp là không được. Đàn ông không biết lắng nghe. Con phát hiện ra để con đọc một cuốn sách và người ta nói rằng là đàn ông không biết lắng nghe. Chỉ giả vờ lắng nghe lúc đang yêu thôi. Đúng rồi. Ở lúc đang yêu thì họ chỉ giả vờ lắng nghe. Giả vờ đó. Nhưng mà thực ra nghe không hiểu gì đâu. Lúc anh làm bộ gật thôi. Đàn ông không biết lắng nghe nhưng mà con biết rằng là họ biết đọc. Thế là con mới ngồi viết tâm thư. Viết tâm thư. Ví dụ như là những lúc mà sau một thời gian mà sinh em bé, con muốn quay trở lại công việc, con muốn đi làm. Anh ý thì vẫn muốn con là tập trung vào chăm em bé. Nhưng mà con bảo là 1 năm rồi và em cũng cần có cái công việc, sự nghiệp riêng, em có cần có một cái những phát huy những cái khả năng của em. Nhưng mà để mà đối thoại trực tiếp ấy, thì rất là khó, bởi vì là trong lúc đấy cảm xúc nó lên và mình không kịp trình bày gãy gọn 1, 2, 3, 4 thì mình đã khóc rồi. Nên là con phải viết ra tâm thư là vấn đề ở đây là 1, 2, 3, 4, giải pháp là 1, 2, 3 như thế nào đấy, và mong muốn của em là như thế nào. Thì con sẽ âm thầm là gửi cái tâm thư để cho anh ý thì lúc mà đấy thì và chú muốn hỏi cái cảm xúc của Đức, phải hỏi liền cái cảm xúc của Đức khi mà đọc được cái tâm thơ đầu tiên của vợ thì lúc đó như thế nào? Tâm thơ thì mà con Vân thì đó là tâm thơ của một người phụ nữ mà đã hy sinh vì mình, đẻ con cho mình và cưới mình. Viết một cái tâm thư như vậy thì khi mà nhận cái tâm thư như vậy thì cảm xúc của mình cảm giác như là lâu nay mình đã không lắng nghe những cái mà vợ nói, để tại sao mà vợ phải viết tận cái tâm thư gửi cho mình như thế này. Thì lúc đó con mới chủ động nói một câu thần chú tới vợ, xin lỗi vợ, anh yêu em, anh xin lỗi em,
anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh. Vì khi mà nói như vậy thì vợ tha thứ cho con và hai đứa ôm nhau và hôn nhau cái là hòa. Anh thấy bây giờ là chị muốn chị em hỏi em muốn hỏi là thế bây giờ còn xài cái chiêu viết thư không đúng không? Hay dễ sợ hai chị em. Trời má thì có hay. Em định nói câu đó đúng không? Nguyên em muốn hỏi là thế thì bây giờ mỗi lần mà nó có những cái xung đột hay có những cái việc chưa hiểu nhau thì có còn xài cái chiêu này nữa hay không? Chiêu viết thư tay á con. Dạ, vẫn phải xài á. Vẫn à. Vẫn phải xài. Và mỗi lần đọc gì là anh lại tiếp tục những câu thần chú như thế. Đổi thực ra là không đâu, anh ấy nói thế nhưng mà em có thể anh nói ở ngoài thật đâu. Sự là thể nói... hiện lần đầu tiên thì nói những lần sau thì mà con tim ạ. Nó con tim. Bây giờ ôm ngay. Và con được cái là mỗi lần mà cảm xúc rất là yêu chồng và mình nắm được cảm xúc đó, mình chỉ cần nắm tay, mình chỉ cần hành động biết lỗi và ôm người phụ nữ vợ con hiện tại thì vợ con sẵn sàng sao thứ. Hay quá. Rồi bây giờ tới Đức đó. Dạ thì để hỏi đi, cái điều mong muốn duy nhất, điều mong muốn lớn lao nhất của con muốn chồng con thay đổi điều gì trong những cái con vừa nêu ra vừa rồi đúng không ạ? Đấy thì con muốn anh nghĩ là tiết chế cái cảm xúc của mình. Tức là bọn con biết rằng là anh Đức con biết rồi, cái EQ của anh cũng cao. EQ của con cũng là cao. Nhưng EQ của con thì EQ nó sẽ có hai mảng, một là kiểm soát cái cảm xúc của bản thân, hai là kiểm soát cảm xúc của người khác. Thì con lại thiên về kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh Đức thì thiên về kiểm soát cảm xúc của người khác mạnh hơn và anh kiểm soát cảm xúc của bản thân kém hơn. Thế chính vì cái điều đấy mà khi mà có những vấn đề xảy ra trong gia đình ấy, thì cái cảm xúc của anh ấy hay đẩy lên và vô tình nó sẽ có những cái tổn thương ảnh hưởng đến con. Nhưng mà bởi vì là thế mạnh của con là điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Chứ nếu mà là một người vợ khác thì con nghĩ là trong những lúc mà anh ấy nổi nóng, anh ấy nóng tính, anh ấy nổi nóng lên ấy, thì nó giống như là đinh nó ghim vào tim ấy. Thế thì nếu mà mình không tha thứ được, mình không tự chữa lành được thì vợ chồng giống như giọt nước tràn ly, nó sẽ có vấn đề từ việc đấy. Đấy thì con có làm một cái kênh TikTok và con rủ anh Đức đóng chung với cả con. Đó là kênh mà Vợ Bắc Chồng Nam. Và chương trình cũng biết đến bọn con là thông qua cái kênh đấy, kênh TikTok đấy. Thì thực ra con làm cái kênh đấy, mục đích chính của con ở đây là bởi vì con là người viết kịch bản. Nên là khi mà có muốn có cái thông điệp gì đấy, con muốn nhắn nhủ đến chồng con, thì thay vì là nói trực tiếp với anh ấy, con sẽ viết thành kịch bản. Con bảo là hôm nay anh viết cho em cái này. Thế là có những cái kịch bản nó rất hợp với tâm trạng của các bà vợ, các chị vợ. Thế là tự dưng nó viral lên ạ. thì là thông qua cái kênh đấy là con cũng điều chỉnh anh ấy theo cái mong muốn của con nữa. Và những cái thông điệp ngầm ở trong đấy để anh hiểu. Dạ. Cái đó là con mong muốn rồi hả? Dạ. Bây giờ hôm nay có cơ hội để con được nói trực tiếp với chồng nè. Vâng. Con nói đi. Dạ. Con nói còn điều gì nữa? Còn điều gì nữa con mong chồng mình thay đổi? Thì em rất là mong muốn rằng là chồng có thể hiểu, thấu hiểu, lắng nghe cho cái khả năng, tức là em là một người phụ nữ mà em biết là chồng không cần em bất kể điều gì cả. Giống như là chồng nói trong đám cưới ấy, em chỉ cần yêu anh thôi, còn mọi chuyện để anh lo. Và chồng không cần con phải đi làm, không cần con phải kiếm tiền kinh doanh hay là bôn ba ngoài cuộc sống ngoài kia. Nhưng mà con thì thấy rằng là mỗi cái cây ấy, nó có cái cách chăm sóc khác nhau. Có cái cây thì hợp ở trong nhà, có cái cây thì phải mang ra ngoài phơi sương phơi gió thì nó mới sống được. Thì con là cái cây mà con muốn trải nghiệm, con muốn phát triển, con muốn được phơi sương phơi gió, thì anh ấy cứ ngăn cản cái việc đấy. Anh ấy muốn cất con trong nhà rồi tưới nước rồi bón phân. Thì con nghĩ là nếu mà cùng là yêu thương nhưng mà yêu thương không đúng cách thì cái cây đấy nó sẽ bị héo. Đúng rồi. Đấy, trong khi là cứ để con được tự do trong những cái mà con ở khuôn khổ của mình. Thế con cũng đấy là một đoạn tâm thư của con. Để con hy vọng anh ấy thấu hiểu cái điều đấy. Con cũng bảo anh ấy rằng là anh có một thanh bảo kiếm nhưng anh không mang ra anh ngoài chiến trường. Mà anh lại để góc bếp để thái rau chặt thịt thì thanh kiếm này nó dỉ nhanh hơn là anh mang ra chiến trường. Đúng rồi. Một con khỉ mà mấy con thấy khỉ một con khỉ mà bảo nó bơi nó cũng bơi được thôi, nhưng mà nó sẽ không bao giờ giỏi bằng việc là nó trèo cây. Việc của con là kinh doanh, là diễn thuyết, là nói thì anh để em chăm con ở nhà thì em cũng làm được, nhưng mà em sẽ không bao giờ giỏi bằng cái việc mà em có khả năng. Con là mệnh kiếm phong kim, con là tuổi khỉ đấy, nên là con thông qua những điều đấy thì em rất là mong anh rằng là hiểu cho cái khả năng của em, còn em có những cái điểm mạnh điểm yếu của mình, thì yêu thương những cái điểm mạnh, cổ vũ những cái điểm mạnh của em và bao dung cho những cái khiếm khuyết mà em chưa được. Thì anh cứ nói với em là em sẽ thay đổi được, bởi vì là em luôn luôn là sẵn lòng là thay đổi vì anh. Để cho gia đình mình hạnh phúc. Dạ, đó một cái thay đổi, một cái hành động như thế này có nghĩa là đồng ý đó. Và đã thấu hiểu rồi đó. Dạ. Bây giờ tới Đức. Dạ vâng ạ.
qua câu chuyện của Hằng thì tới lượt con phản bác đúng không ạ? Thì cũng có một chia sẻ của cô chú thế này. Thì con cũng đọc sách, Hằng rất là thích đọc sách. Con thì ít đọc sách hơn Hằng. Có cuốn sách là Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, có nghĩa là hai người đến từ một hành tinh khác mà gặp nhau ở đây duyên thành vợ chồng, tức là có một cái duyên phận nào đó và chúng ta có thể không hiểu nhau về cảm xúc, chúng ta đâu thể hiểu nhau được đàn ông hiểu gì và đàn bà hiểu gì đúng không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống khi mà lấy về với nhau thì trong cuộc sống thì yêu nhau rồi từ đó mới tìm hiểu, tại vì con yêu và cưới quá sớm, bọn con mất cái khoảng trống để bọn con tìm hiểu rõ về nhau. Mà trong cái quá trình mà khi mà hai vợ chồng về trong một gia đình ấy thì lúc đó mới thấu hiểu nhau từ từ đi, và lúc đó chúng con cũng đang tập yêu tập yêu lại. Thì có những khoảng khắc nào đó mà để vợ con buồn thì con cũng cố gắng để nỗ lực để sửa cái những cái mà con khiếm khuyết đi. Thì giống như cô Hồng Vân có chia sẻ, con người miền Nam đúng không ạ, bố gốc Bắc, thì như con thích, con hay nói là nửa nạt nửa mỡ, đôi khi con hơi có thể hơi gia trưởng, có thể con hơi bao quát, con hơi khắt khe với vợ con, nhưng mà mục tiêu chính thì cũng là gia đình. Và để cho hai vợ chồng có thể hiểu nhau hơn thì con hơi khắt khe với Hằng để Hằng chỉnh chu, khi mà Hằng ra ngoài thì Hằng cũng là một leader, một người truyền cảm hứng cho mọi người. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có thể chia sẻ là cái đôi giày của bạn mua về nhưng mà quên xé tem nhãn, cũng là lỗi của con, là con không kịp xé tem nhãn cho bạn trước, tại vì con mua cho bạn, tặng cho bạn ấy. Và như Hằng cũng chia sẻ là con có thể vung tay quá tráng, nhưng mà thực sự là lúc mà mới cưới thì tặng quà thì không nói gì, nhưng mà khi mà vợ chồng về rồi là chia ly về từng tí đúng không ạ? Thì những món quà đó là những món quà là con xin lỗi vợ con, như là cặp da giày dép, nhưng mua về thì vợ con lại chê sao là mua nhiều thế và mua đắt thế, nhu cầu vợ chưa cần, nhưng mà con muốn tặng như vậy. Nói tóm lại là cô gúc lại điểm đầu tiên chưa được hoàn thiện của vợ con là hay càm ràm những cái việc mà chưa hiểu được con. Dạ vâng. Đã càm ràm rồi đúng không? Dạ vâng. Đó, đó là một cái. Một cái đó là càm ràm. Dạ. Cái nữa là gì nè? Cái thứ hai là khui đó. Dạ vâng. Cái thứ hai thật xấu vợ con thì nói nhiều. Càm ràm nói nhiều. Anh quấy là diễn giả. Dạ vâng. Lấy chồng là con bị nói ít đi nhiều lắm đấy. Trời, cái gì? Dạ vâng. Cũng may mắn khi về con ác được vía là con rồng, con cái bức tượng con làm ấy, cái hồ đó là con rồng phải to hơn khỉ để có thể ác vía được cô diễn giả này. Nhưng mà có thấy ác được không? Dạ, ác được rồi ạ. Em kinh doanh thôi chứ em có diễn đạt gì đâu. Rồi tiếp tục nè, còn dạ những đặc gì? Nói nhiều, nói rất chủ đề, nói rất là nhiều để làm con điếc cả tai luôn ấy. Nói chung ở ngoài nói không đã, về nhà nói mà vẫn chưa đã luôn. Xong rồi. Đấy thì nói nhiều xong rồi, nhưng mà được cái tính cách rất là, tại vì khi mà nói nhiều như vậy đôi khi con cần tâm sự thì bạn lại giúp con rất là nhiều vấn đề về tự tin hơn. Thôi nói chung là nói nhiều, chúng ta đang khui tật xấu, không cần phải giải thích ngoài cái nói nhiều, không cần định lại, nói xong là không cần định lại. Có bừa bộn không hay là trong lúc ngủ thì như thế nào đó? Trong sinh hoạt vợ chồng thì có những cái sự thân mật gì đó rất là dí dỏm hay không? Dạ vâng. Về ngủ thì con thường thấy con gái thường trên phim ảnh hay là rất là ngủ thùy mị luôn, nết na đàn công chúa đúng không? Dạ vâng, ngủ công chúa, nhưng mà khi mà ngủ với con là chân vác lên con rồi nè, tay vác lên con rồi nè, nói chung là con là cái gối ôm để cho bác gác lên. Có nghĩa là lúc thức thì con rồng nó ác được. Dạ vâng. Con khỉ. Dạ. Nhưng mà khi ngủ rồi là con khỉ coi như là nó ác luôn. Đúng rồi, chung là đúng. Tại vì cái giường con rất là rộng đúng không? Nhưng mà con ngủ lúc nào sáng ngủ vậy con ngủ cái mép giường là mi cái giường to vậy. Đó. Hậu quả của việc ác người ta trong lúc thức đó. Rồi tiếp tục. Thêm cái nữa thì con thì hay chi ly tinh tế và rất là gọn gàng, nhưng mà khi với vợ thì vợ hay bận rộn, hay bưu bộn một tí. Bưu bộn một tí thì cũng hay có người làm hỗ trợ vấn đề về treo quần áo, như là quần áo mà bị nhăn hay gì là con nói ngay. Đấy, có những cái mà bưu bộn một tí à. Bưu bộn một tí hay nhiều tí thì cũng là bưu bộn. Cho nên là bỏ cái chữ một tí đi, chỉ có giữ lại chữ bưu bộn thôi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hả Đức? Dạ vâng, theo con thì mong muốn thì đến với nhau là một cái duyên, giống như vợ con đã chia sẻ. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là một hành trình, và lựa chọn là may mắn của con, là hạnh phúc là lựa chọn đúng một người vợ rất là tâm đầu hiếu hợp với con. Và thâm tâm con thì rất là mong muốn vợ con thì ngoài công việc ra, sở thích của em, một thanh gươm, em có thể ra ngoài em tỏa sáng, nhưng mà khi về với gia đình vẫn phải dành thời gian cho gia đình. Có những lúc em đi công việc, hiện tại em đi về thì 8 giờ cũng họp Zoom, 9 giờ họp Zoom, cho tới 11 giờ cũng họp Zoom. Thì như vậy thì có những cái lúc khoảng thời gian không có khoảng thời gian trống cho anh, và đôi khi anh cũng thấy áp lực khi mà anh ru con ngủ. Rất là mong vợ hỗ trợ anh vấn đề công việc, sắp xếp để cái buổi tối từ khung giờ từ 8 giờ cho tới 11 giờ
thì vợ có thể dành thời gian riêng cho anh để chia sẻ hơn nhiều hơn nữa. Vâng. Và mong muốn tiếp theo nữa là sau khi em thành công trong công việc trong 2 năm nữa thì hãy thực hiện lời hứa giống như vợ chồng mình hoạch định ra, là chúng ta sẽ đẻ con năm nào để duy trì nội giống. Vẫn còn 2 đứa nữa. Nghĩa là muốn thêm 2 đứa nữa hả? Dạ vâng ạ. Nói chung là thôi, hay là muốn nói rồi. Nhanh mong, mong cô Hồng Vân và chú Quốc Thận là cũng để ý tới lời hứa vợ con. Tức là năm nào nữa? Là năm nay hay là năm sau? 2026. 2 năm nữa. Gia đình sẽ 5 người là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Ôi, rồi. Anh nghĩ là sẽ được. Đã coi tử vi rồi đó đúng không? Dạ. Nên là con mạng kim, là chồng mạng gì? Mệnh mộc ạ. Mộc ạ. Mộc. Cô ấy là đang mệnh thổ rồi ạ. À, thủy, quả thổ. Wow. Thôi con đem cô về nuôi đi, là cô là thủy rồi. Cô là hỏa nè. Rồi. Đem cô chú về nuôi luôn đi, khỏi cần. Rồi, nói chung là các cặp. Nói chung là như vậy nè. Với cái cặp này á, mình không cần phải khuyên gì nhiều. Bởi vì các bạn đều là những người mà nắm chắc được cái vận mệnh của mình, cái công việc của mình, cái cuộc sống của mình, kể cả cảm xúc của bản thân, là mỗi đứa mạnh một cái một vế rồi, cho nên là hỗ tương cho nhau. Thực ra hai đứa con đều giỏi, đều thông minh hết, cho nên nếu tụi con giữ được cái hạnh phúc này, giữ được cái mái ấm gia đình này, thì con của tụi con là những người mà sướng nhất, bởi vì tụi nó hưởng được hết đó. Cho nên cố gắng mỗi đứa nhường qua nhường lại một chút xíu. Hiểu không? Còn đủ để biết, cái gương ra ngoài sử dụng sao biết, về nhà cứ cất luôn đi đó, cứ về là cứ yêu thương nhau mà tỏa sáng yêu thương nhé. Là sao, cất luôn đi là sao? Cái gươm á, thì nói là cái gươm á, thì cứ đem về nhà rồi xong rồi nó bị lục vì reset á. Không, thì ý là bạn vợ đó bây giờ cứ cho ra ngoài chinh chiến đi. Đó, còn nó về nó tự biết là nó không có được quyền chém bậy rồi. Đúng không? Phải tự biết. Nên là con đâu đáo nơ, bây giờ thì con công việc cũng bận, nhưng mà con cứ 24/6 thì con đi con làm việc, nhưng mà thứ ba thứ năm là con ở nhà ôm chồng để cho nó cân bằng mọi thứ. Ok, rồi xin cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Và anh chúc cho hai đứa coi như là 2 năm sau sẽ có một em bé, sẽ có một cô bé xuất hiện trong gia đình của mình. Vâng ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.